Long xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của mình Thu Loan nha. Bữa nay Long sẽ nấu một món sữa như cả nhà, một món sữa bí đỏ ha. Trời thì cũng đã nóng rồi, sắp sữa hè đến rồi. Thì bây giờ là Long sẽ làm một món sữa bí đỏ này để cùng gia đình cho mấy đứa nhỏ nó uống cho nó mát ha. Giờ nó vừa bổ dưỡng nữa. Bây giờ cả nhà bắt tay cùng mình vô làm nha, là món bí sữa nha. Khi mình nấu bí đỏ là nguyên liệu mình có một miếng bí nha cả nhà. Một miếng bí đỏ đây là mình mua cỡ là 600g. Khi mình nấu sữa là mình nấu bí đỏ mà da cóc cái gì nè, thì cái bí của mình nó dẻo ha. Mình nấu lên cái sữa của mình thì nó mới béo, nó mới ngon. Mình nấu sữa thì mình gồm có là 100g đường, 100g sữa đặc ha, một bị sữa tươi ít đường, với một ít muối, với mình có hai nhánh lá dứa nha. Khi mình nấu sữa thì có lá dứa vô thì cái sữa của mình nó thơm. Khi có lá dứa rồi mình không có cần là bỏ ấm bột bên đi thơm nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ gọt cái bí này ra, mình rửa, mình sắc thì mình nấu luôn nha. Còn lá dứa đây thì mình cũng tước ra mình làm luôn. Cái bí của mình xong cũng sắc xong ha cả nhà, thì sắc lát nó mỏng để mình hầm cho mau chín ha. Bây giờ mình đổ vô sôi mình hầm luôn. Mình sẽ cho vào đây 1.5 lít nước ha. Nước đây mình cũng để đun sôi rồi, mình hầm để cho nó mau chín á. Mình cho thêm 1/2 lít nữa rồi bắt đầu bắt bếp mình hầm. Bây giờ mình sẽ đậy nắp rồi ha, mình sẽ hầm cho cái bí này nó sôi nó chín thì thôi nha. Giờ cái nồi bí nó đã sôi rồi ha, mình dỡ nắp ra để cho nó sôi tiếp tục nha. Khi mà bí nó sôi thì mình rớt cái bọt nó ra ha, để cho cái sữa của mình nấu lên nó ngon hơn. Thì bí mình giờ nó cũng để chín rồi nè. Giờ mình tắt bếp. Giờ mình cho ra tôm ha. Nước đây mình bỏ mình lọc lại ha. Giờ mình đã dắt bí xong ra rồi, bây giờ mình sẽ cho bí vào trong cái cối mình xay nha cả nhà. Mình xay rồi mình cho vô lại cái xoong này mình nấu sữa ha. Mình cũng nấu lại cái xoong này luôn nha. Bây giờ đây mình xay 2 lần ha. Nước thì mình cho vô 1/2 đây. Giờ tiếp tục mình cho lần 2 nha, mình xay luôn. Mình nhúng nước mình cũng cho vô luôn ha. Sữa nha.
đây luôn. Thêm thêm sữa đặc. Sữa thì mình cho hết gói 220ml nha, cho vào hết luôn. Mình cũng thường khuấy lên nha cả nhà, chứ không thôi là nó sẽ bị xích ha. Khi nó sôi lên là mình phải thường khuấy đều tay. Mình cho đây một ít muối. Sữa thì bỏ một xíu muối vô thì nó sẽ đậm đà hơn. Tiếp theo mình cho nấm đá dứa vào luôn ha, để cho nó thơm, sôi lên thì nó thơm. Chưa sôi đã nghe mùi thơm rồi. Nồi sữa mình đã sắp sôi rồi ha cả nhà, rất là thơm lắm luôn á. Nồi nước sữa nó sôi rồi, bây giờ mình dớt đá dứa ra ha. Mình để lâu thì đá dứa nó chín nó sẽ đắng. Cái nồi sữa mình nãy giờ cũng sôi được 5 phút rồi, bây giờ mình tắt bếp. Chứ mình không có để sôi lâu. Mình dớt cái bột ra chút ha. Cái nồi sữa khi mình nấu mình để nguội rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho ra ngoài chai với là một cái ly nhỏ đây luôn ha. Một cái ly mình sẽ cho ra là hai chai đây với là một cái ly đây. Giờ mình cho sữa vào chai luôn. Trước khi mình cho sữa vào chai thì mình cũng để súc chai sạch sẽ và mình để khô ráo rồi. Chai đây vào ly. Rồi còn một cái chai nữa, không có đầy cả nhà. Mình đem đổ vô cái ly rồi cái chai không có đầy. Mình cũng nấu xong nước sữa bí rồi ha. Mình chỉ chế được là một ly với một chai. Cái chai đây thì không có đầy lắm ha. Bây giờ mình uống thử một miếng nha, coi sữa nó ra sao. Mời cả nhà uống cùng mình nha. Sữa bí mình nấu rất là thơm. Ngon với cả nhà ơi, ngon tuyệt vời luôn á. Nó có cái độ thơm, thơm mùi bí, thơm mùi lá dứa, mùi của sữa tươi và sữa đặc. Rồi nó béo nữa nha, rất là ngon luôn. Cái nhà thích uống thì cái bắt tay vào bếp mà làm ha. Món này rất là dễ làm luôn, chỉ bỏ ra cỡ 30 phút là mình có xong nồi sữa. Món sữa bí này mình uống nó cũng bổ não nữa nè. Ai đau đầu uống nó cũng tốt lắm cả nhà. Món sữa bí này mình uống nó cũng chất dinh dưỡng đó ha. Nó vừa uống mà vừa ngon, vừa bổ nữa. Nhà làm rất là hợp vệ sinh luôn. Bây giờ mình đem hai chai với một cái ly đây, mình để vào tủ lạnh. Cái món sữa bí này mình thích uống lạnh thì cũng ngon, mà uống nóng thì cũng ngon. Bắt đầu trời nắng nóng này thì mình cũng thường xuyên nấu những món nước mát để cho gia đình mình cùng uống. Thôi mình cũng kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà có xem video mình và yêu mến kênh mình thì cả nhà tặng cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình ngay cả nhà. Để mình có động lực mình ra nhiều video tiếp theo. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye.